Hello, xin chào cô bác anh chị em. Cảm ơn cô bác anh chị em đã vào xem video từ máy Thư Hảo nha. Tiếp tục hôm nay mình quay giới thiệu cho cô bác anh chị em động cơ EA10 ha. EA10. Cơ này nghe điện anh em cho khoai máy thùng nha. Nói chung là máy thì mình quay cận cảnh cho quá anh em tự đánh giá nha, chứ mình không có dám khen đẹp nha. Nghĩa địa của anh chị em không phải là cái gì cũng đẹp ha, quá chị em ha, nó không có đồng bộ nha, nó sẽ có bù trừ ha, nào đẹp nào xấu, nó có đẹp xấu nha. Dỡ áo lên con, chứ phải là nghĩa địa cái nào từ cái gì cũng đẹp ha. Đây có anh em tham khảo coi nào đẹp nào xấu thì phân tích ha, có thể mua ủng hộ giúp mình ha. Đèn mình giàu ha, các xỉu nước tết nước mới tình nữa ha. Nó quá đẹp. Đây là 10 nha các bác chị em. Để về không cần. Máy này thì nó có cái bao bánh chén rồi các bác chị em. Khi nào anh em cô bác mua mình gắn vô ha. Đây này mình gấp quá mình không có gắn vào bánh chén vô. Bánh chén có đủ nha. Mở ra rửa không có không có lắp vô. Bơ lửa ha. Này bị vô đây nó bị chày ha. Chày xước nhẹ ha. Cái này anh em cô bác nào có nhu cầu mua xong rồi có nhu cầu sơn mình sẽ sơn lại nha. Bỏ qua bên tiệm xe anh em gần đây cho anh ta sơn lại chừng buổi một xong ha. Là hoàn thiện ha. Máy này không xịt dầu xịt gì hết cho các bác chị em, xịt dầu con, xịt dầu lên ha. Mình quay trước khi mình quay cho các bác chị em là mình không xịt dầu xịt gì hết. Nó nguyên bản là vậy đó. Cô bác ơi, chị em nhìn nó hơi khô khan tí ha. Chụp lên với dầu thì mình thấy nó bóng bẩy hơn. Nó nhỏ bớt gió lên chút con. Gió đây à? Ừ, đúng rồi. Bớt gió lên chút con. Rồi, chị em. Bớt lại chút vô. Video này rồi đi. Đây, về bên kia. Sao? Xe mới dầu lên, nhìn đẹp ha. Đúng rồi, các bác em ha. Đầu tiên là mình quay cái bác em xem là mình chưa có dầu ha. Rồi xịt lên ha. Nhìn đẹp liền ha. Ống lộng ha. Đó. Nhưng mà cái gì đó là thiệt là thiệt, giả là giả, quá chị em không có pha lẫn được nha. Cho nên là mình xịt là cho nó bóng đẹp vậy thôi, chứ thật sự ra là cái nghĩa địa mà nó cũng quay ở đâu này ra con, quay ra ngoài cho sáng. Cái địa nó nhập xài rồi, nhập về Việt Nam bỏ bãi một vài tháng, có đôi khi một vài năm, cho nên nước sơn nó cũng bị xuống màu ha. Nhưng mà còn cái này là cũng là khá là phép rồi ha. Quay được không con? Quay được không? Quay đi con. Quay đi con. Cháu nó quay lên ha. Bán chị hàng xảo có mua được mua tiếp mình nha.
luôn con. Cái nổ rất là ok của anh chị em. Cái này của anh chị em đặt lên dàn xới chục chạc gì ha. Trang chạc gì ha. Còn là chạy xuồng ha. Bơm oxy, bơm nước, dân dân các kiểu ha. Nên cô bác nào có mua thì ủng hộ giúp mình nha. À, đây là máy của mình nha. Mình không phải quay mướn hay quay thuê cho ai nha. Đó là mình lấy máy quay mình bán cho anh chị em. Ở đây cửa tiệm mình ha. Ở đây. Đó. Đây là tụi mình nha, mình quay mình sẽ quay hết khung cho anh chị em thấy. Chứ không phải mình quay máy của người ta mà bà đăng bán của anh chị em tào lao bất giác nha, không phải nha. Mà của mình có nhiều bán nhiều quá rồi. Thì của mình là của mình ha, không phải của mình là của người khác thôi. Chứ không phải của mình làm cái cách nào cũng phải của mình hết. Đó. Video này đến đây mình xin tạm dừng. Xin chúc của anh chị em sức khỏe, thành công, hạnh phúc nha. Cảm ơn cô bác anh em rất là nhiều vì đã ủng hộ với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.